một đêm trăng sáng lung linh bên đồn canh vắng im lìm, người trai chinh chiến biên thùy mơ về tìm phút yêu đầu, còn nhớ lúc xanh bước trên đồi thông và nhớ đến ánh mắt ta nhìn nhau chẳng hay xưa. Hello, xin chào bác. Đây em giới thiệu cho các bác hôm nay là về con âm ly Đức Mèn nhé. Đây là mẫu âm ly có phần rè chạy bóng đèn, chạy hai bóng đèn của Đức Mèn luôn. Con này tiếng rất là hay, đánh tính ra là đánh rất là, được rất là nhiều những dòng loa. Đấy, con này là LV103U. Lưu ý thì đời có chữ U này, 103 trơn và 103U thì đời 103U biến áp nguồn lớn hơn nhé. Đấy, có phần rè đèn này, chỉnh bát chép đó. Có lao nét này, lao nét đánh tăng bát này. Đấy, có ba lạc đầy đủ tính năng như một chiếc âm ly thông thường. Hèn đến sao rồi không đến đâu, chiếc này hàng từ Nhật về nhé, nguyên zin nguyên bản nhé. Dạ, em test hát rất là tốt. Dạ, không lỗi. Chiếc này ghép được đa năng với nhiều dòng loa, kể cả những dòng loa cứng đầu như bên Đức kia. Đấy, đánh cũng rất là tốt. Thế chiếc này hiện tại đã có mức giá là 3.900.000 đồng nha các bác. Mức giá rất là tốt ạ. Đấy, cho một em Amri Lắc Men. Số series máy đấy ạ. Các bác chơi thì alo em ha.